này mình đi quay review cảnh ban đêm cho các bạn xem cho các bạn. Đây là chiếc thuyền của ông Nguyễn, đây là dáng đứng của ông Nguyễn, của cô Nguyễn các bạn. Đi đi. Đưa tiền nha. Cảnh ban đêm về đèn cũng rất là đẹp các bạn ơi, giờ có cái là nó hơi tối. Không, cái này anh ở trên kênh âm thanh Minh Tuấn. Dạ, sao không? 67 anh nghe. 67 là có đó bên kênh bóng đá. Đá banh nha. Ừ. Rồi. Ủa vậy mình được lên vô tiếng. Là như tấm rồi đó. Cỡ là nha. Ngày mai âm thanh Minh Tuấn, đây là chỗ ba cái đải các bạn. Đây là đội lăn các bạn, đây là lăn gồng siêu bão rồi các bạn ơi. Có cái bị chỉnh là đội võ triệt công nông. Đội Anh em mang quà tự máy tính. Ê, ngày mai mà nhớ vô kênh thể thao 67 nha. Không có clip này. Âm thanh Minh Tuấn mới có. 67 là anh Giang đúng không? Sư đồ giá. Tự sướng cái ai? Cái gì? Con này đang quay đâu có tự sướng được con. Ông đi ơi. Chưa, nãy ông quay chưa nhúc tóc kịp. Hôm nay là cầu thủ Litini các bạn. Cái này ai giải bộ gì? Đây là idol thương yêu mấy bạn. Cầu thủ Litini là thổ địa chợ mới các bạn. Và mình đi review những cái gian hàng bán đồ các bạn ơi. Còn đây là đại gia đấy các bạn. Đây là bà chủ các bạn. Quay cái bà chủ đẹp gái. Quay cái bà bắt đầu. Từ 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 tới. Quay hết. Quay không? Lâu lâu có dịp gửi không? Quay không biết không? Quay không biết không? Đồ đồ này ngon lắm nè các bạn ơi. Đi qua những gian hàng rất tối các bạn. Giác này người ta về cũng thưa các bạn ơi, giác này cũng hơi phê rồi. 8 giờ mấy rồi. Rau, nhau gì hết vậy các bạn ơi. 35.000 bộ, 3 bộ 100 các bạn ơi.
đây là tới chợ chùa Tây An các bạn, chợ Long Bình 2. Các bạn nghe cái âu tá lả tùm lum ở chân bên đây rồi bên kia. Hột quẹt ra, hột quẹt ra luôn. Đi review mấy cái gian hàng sắp tối các bạn ơi. Rồi nói chung buổi chiều nay không có mưa, cô bác bán thì chắc cũng có lý. Quay nhìn chị tới trước cửa chùa các bạn, tới cửa chùa Tây An. Vô kì veo cái trò giấc tối các bạn ạ. Tối mình đứng ngoài thôi các bạn ơi. Cô bác đi đến cũng cúng chùa, chắc này cũng còn đang cúng các bạn. Tối thì quay cái hình nó không được sắc nét bằng ban ngày. Mở đầu xe giờ này cũng trống bớt rồi các bạn. Gối mền các bạn ơi, giờ này người ta về thưa rồi, quá trời đau luôn các bạn ơi, nhau trời ảnh nổi hết rồi kèm luôn đây cho mình luôn này luôn các bạn ơi. Gặp hình của em bé luôn. Em nào bé thì vô chụp được, cái em lớn không có chụp nha các bạn. Áo luôn 35k một áo thun luôn, 35k một áo sơ mi luôn các bạn ơi. Một xe mang hơi luôn, đủ mèo không bên luôn, đâu ra bát luôn, quá sáng cái cô bác rồi.
Rồi gào búa xúa trời. Không biết chào nghe luôn các bạn. Quá. Đặc sản Tây Ninh, chào cô, cơm đóng cơm, muối bánh tráng Tây Ninh, bà con cô bác ơi. Đặc sản Tây Ninh luôn. Chào cô, cơm đóng cơm, muối bánh tráng Tây Ninh, bà con cô bác ơi. Bánh tráng Tây Ninh. Đặc sản Tây Ninh, chào cô, cơm đóng cơm, muối bánh tráng Tây Ninh, bà con cô bác ơi. Nhà hơi luôn, có cái nhà mà hơi luôn các bạn ơi. Vàng luôn, vàng nhóc luôn, vàng thị sĩ mấy chục ngàn chỉ các bạn ơi. Dép luôn. Nón luôn các bạn ơi. Đủ loại hết trơn. Nạt giỏi đó, nạt nó công an phái lắm đó con. Sợ công an không có tiền xài như vậy nạt. Thấy đâu mà. Ê, cứ đó đúng quá. Chửi luôn quý vị ơi. Chửi đẹp luôn. Chửi sao chửi đẹp. Con đi kỳ quyêu chơi cho con không có tiền mua. YouTube này còn nghèo lắm, chưa có tiền mua. Dạ. Không, con đưa lên nhưng mà cái kênh của con chưa có tiền. Dạ. Rồi, nói chung thì lễ rồi có hồi sáng tôi đi quay hết một cái. Là khi trời mưa thấy cô bác cũng cực khổ quá mà bán không có được. Con ở đây sáng đi quay ban ngày, giờ tối thấy cô bác bán thấy cũng được, thấy cũng êm, thấy cũng mừng. Mày sao? Sao mày còn có mày đếm mắt, đi đếm mắt rồi. Sao rổ 10.000 cái nè bà con cô bác ơi. 10.000 một cái kiểu gì rồi. Nón luôn. Nón em bé, em nít gì, tầm lum đó lả, người lớn gì. Rồi giày dép gì luôn. Khô mực, khô nai gì tầm lum chân luôn. Dép tổ ong. Rồi sáng mưa luôn. Khẩu trang treo lợi dân như vậy. Nhóc khẩu trang chứ. Bên kia khẩu trang nữa kìa. Khẩu trang thời Covid. Khẩu trang của mấy cụ, mấy chị phụ nữ. Rồi mình đi vét dài dài lên chút nữa nghỉ luôn các bạn ơi. Lên thử coi tới đâu. Hai cha con này sớm giờ người ta đi kiếm nó nhóc chân cô bác. Nó đi lạc không biết đường về. Rồi lại đi mấy gian hàng này cái nữa là lên có khoảng chừng 100 mét nữa là rồi các bạn. Giờ này thì khách ta về cũng bớt rồi.
giờ nhiều lắm rồi. Xin mời anh nâng ly cùng tôi nào, ta cùng uống. Đây má không? Đi lại đắng lấy. Không nổi nữa.